Israel công bố nguyên nhân thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. tờ New York Times của Mỹ ngày 18 tháng 10 đưa tin kết quả khám nghiệm thi thể của Israel cho thấy thủ lĩnh phong trào hồi giáo Hamas ở giải Gaza, Yahya Sinwa, thiệt mạng do trúng đạn vào đầu. Giám đốc Viện pháp y quốc gia Israel, tiến sĩ Chen Kugel, người giám sát cuộc khám nghiệm, cho biết ban đầu thủ lĩnh Sinwa bị thương ở cánh tay do chúng mảnh văng có thể từ tên lửa hoặc đạn pháo xe tăng. Thủ lĩnh Hamas đã buộc dây điện quanh cánh tay bị thương để cầm máu. Ông Google khẳng định nguyên nhân thủ lĩnh Sinwa thiệt mạng là do phát súng bắn vào đầu. Tờ New York Times lưu ý hiện chưa rõ ai đã bắn phát súng, bắn khi nào và loại vũ khí được sử dụng. Trước đó cùng ngày, Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwa đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại giải Gaza. Theo quân đội Israel, trong nhiệm vụ tuần tra thường lệ ngày 16 tháng 10, một nhóm binh lính của lữ đoàn 828, Bislak, ở thành phố Rafah đã chạm trán với ba tay súng Palestine, trong đó có thủ lĩnh Sinwa. Lực lượng Israel đã dùng xe tăng nã đạn vào các tòa nhà nơi ba tay súng này ẩn nấp. Trong các tòa nhà, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong đó. Israel cáo buộc ông Sinwa là chỉ huy vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột nổ ra. Cái chết của thủ lĩnh Sinwa được cho là một đòn giáng mạnh vào Hamas. Theo truyền thông tại Trung Đông, ông Khaled Masoud đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng này thay ông xin hòa. Trong khi đó, đợt không kích của quân đội Israel nhằm vào khu trại di tản Jabalia ở bắc Gaza đêm ngày 18 tháng 10 đã làm 33 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Jabalia là trọng tâm của cuộc tấn công của Israel trong hơn 10 ngày qua. Quân đội Israel đã quay trở lại các khu vực phía bắc từng bị pháo kích dữ dội trong những tháng đầu của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Liên quan đến tình hình giải Gaza, cùng ngày 18 tháng 10 ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan đã có cuộc gặp với các quan chức hamas ở thành phố istanbul trong đó ông tái khẳng định ankara sẽ sử dụng mọi công cụ ngoại giao để kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở giải đất này